Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng giao lưu anh em. Một kho dúi nặng 40 bơ. Rất là đẹp. Để chạy tròn. Lên cốt phải nói rất là già nha anh em. Rồi đo cái bánh này đó, vị trí gốc đó cho anh em xem đi. Rồi, quanh gốc đó 130 nha anh em. Cao đi anh. Hoành gốc 130. Rồi, chiều cao là 145. Rồi, được rồi. Được rồi. Một cây dúi rất là đẹp nha anh em. Nặng 40 phương. Cao 145, hoành gốc 130. Để trải hết nha. Cây rất là già, sần sùi cây nha anh em. Phải đứng phía sau cái cho anh em hình dung cái cây. Rất to nha anh em à. Cây rất to. Đỡ rửa tuyệt vời nha anh em. Đỡ rửa tuyệt vời. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào anh em.